Thì bị cái kết nha. Ăn xong hôm nào tạnh tạnh nào, tối nay mình đi bắt ong luôn nhỉ, hai tổ đấy. Hôm sau mình đi bắt chim nha. Bắt chim chỗ nhà Thành Dũng ơi. Xin chào mọi người nhé. Đấy, trong mắt mọi người đấy là anh Ngọc. Anh đang sơ chế cái chỗ ếch. Hôm nay anh em tôi sẽ làm cái món ếch hun khói nhé. Cháy không? Nhưng không có cùi à? Cùi á? Có thế này thôi, đây này. Chỗ cái đoạn mấy cái luồng khô kìa. A few moments later, day 2, day 3, day 4. Đây anh em, tôi với anh em Đức một hồi loay hoay thì vẫn chưa thể nhóm được cái bếp này, cái lò này. Đây đang phải chờ tới sự cứu giúp của anh cậu, anh học này. Đây này, loại to nhở, mà đẹp chứ. Đấy. Không phải con này nó mới lột không này. Nó lột xác này. Cái đầu nó này. Đâu không biết. Em ký nhóm luôn nó cháy rồi. Em cứ nhóm đi, cháy được là được. Thì nhóm xem có cháy không? Không cháy được. Cháy mà. Cháy cháy. Nó cháy lúc nó khô đi xong rồi là nó cháy luôn. Cho cái này vào, cho cái củ nhỏ này vào đi nhá. Cho mạnh vào đi. Anh không kẹp ngang, nó tiết kiệm cái chỗ kẹp. Mà nó... Mà cái chân nó rơi xuống rồi. Để cao lên, không sao. Cái kết đây rồi. Cháy rồi. Em lấy cái than kia kìa. Trời ơi. Bây giờ em lại nhóm lại đi cho nó cháy đi em ơi. Nó đỏ mà. Đỏ nhưng mà cháy làm sao nó cháy được ạ. Quạt cho nó đỏ hết rồi. Sao quạt được, có mà quạt đến sáng mai. Em nhóm lại đi, em cứ nhóm lại đi cho nó cháy đi chứ. Em nhóm hẳn lên cái than á. Em lấy cái kia, lấy cái củi kia em nhóm lên cho nó cháy vào cái than luôn. Anh bảo em đổ than vào dập hết. Dập đâu? Anh không biết làm cái gì. Anh làm. Em đổ ra gì ấy chứ? Em đổ ra gì ấy chứ? Đây này, ba anh em chúng tôi hôm nay ăn ngập mồm luôn. Đổ hết rồi. Nhưng sau này anh trở về. Đây cũng là một cái đặc sản ở miền núi đấy. Anh em dưới xuôi ít có cái loại ếch như thế này mà ăn. Dưới xuôi toàn ăn cá biển các kiểu, đồ hải sản. Đúng không? Đó, mình bắt công làm rồi. Cùng cảnh thế nhỉ? Đứng! Quá cùng cảnh. Đấy cháy mà. Biết là cháy rồi nhưng mà còn lâu nó mới làm được cái than ra. Cái em phải cho nó thật cháy thật to hẳn lên đi cơ. Nãy em đổ vào gì á? Ra gì á? Nó cháy dần vào thôi. Đó lại bắt đầu làm lại từ đầu rồi này. Học rồi. Nãy vừa bảo em Đức học đăng ký một khóa nhóm bếp, nhóm lửa với anh Ngọc mà. Này các bạn cho học chuyên sâu quá. Hôm nay anh hướng dẫn luôn đi.
anh vậy. Hôm nay em đóng học phí luôn đi nhá. Có tí mời thầy giáo một cốc. Lâu. Đây mọi người thì nhìn thấy đây, đây này ong này, đây đúng mùa ong này, đang đi lấy mật này, lấy phân hoa. Video tiếp theo của mình sẽ là có một cái ở cái gì nhỉ, cái anh nhỉ, à? Cái bác gần nhà có một cái tổ ong, hôm nay anh em mình sẽ đi bắt. Em thấy có một con quẫy kìa. Đây kìa. À, con cua kìa. Cá bé lắm. Con cua nó kẹp bên ngoài thôi. Lên lớn đi. Bỏ xuống đi. Quẩy đi. Ô, anh phải lấy cái ấy chứ. Mà để chứ anh cầm này mà chết à? Hay anh cầm thế thôi. Ừ. Anh chấm đi, em cầm cho. Cầm đấy. Nguyên tìm một tìm đấy. Em thế. Mày còn phải mới cho mày mấy cái lớp học nữa. Để này cho vui. Đây thiết kế của anh Ngọc thì lúc nào cũng hoàn hảo hết nha. Trời hôm nay lại tạnh nhỉ. Đây mọi người chờ lúc là chín nhá, tôi sẽ quay cho mọi người xem nhé. Nó đã biểu diễn một môn nghệ thuật gọi là bơi qua lửa. Đang đua leo. Bơi qua lửa. Tiêu đây, bỏ đây em. Sẵn luôn.
tiêu đâu. Được lấy quái tiêu ở trong kia lại về đâu. Cần muối nữa là được rồi. Anh ơi tăng tốc lửa lên đi. Cho nhanh đi, không trời đang mưa đấy. Ông trời không thương mình à, khả năng ông trời muốn cho mình nhịn à. Lâu nhá, anh đã có biện pháp đây. Đức cộng rồi. Trời mưa kìa mọi người. Buồn thật. Làm gì đây? Chơi mưa. Ok anh khỏi. Không xương cũng phải xương. Lấy cái gì che lên em? À lấy cái gì kê vào đây chống vào. Đây. Tắt thì quái nào được mà tắt. Lấy cái ngắn thôi. Cái này được. Đây mà. Ôi ông trời ơi. Anh Ngọc anh thiết kế kìa. Cho nó dặn rồi. Đấy đúng rồi. Đấy rồi. Ông lại ướt lại. Mày thế. Đi ngủ. Còn đây là cái món ớt. Ôi trời ơi. Cày đấy, ớt này cày đấy. Nướng thơm lắm. Xem nào, ớt nướng không? Ừ, nướng thơm á. Có thái chanh ra không anh? Anh kia nó bắt chanh vào đây chứ. Mà chấm chứ. Thái lát ra. Không. Trời huyền thoại. Xá tí ăn ăn tí chạy cây. Rượu ha. Ôi trời ơi, thế là dở thôi. Thế chai nước bên kia cơ mà. Trời này hỏng rồi. Tí anh Ngọc anh xe anh ngủ đi anh em mình ăn nhá. Ok. Được rồi. Tao hết bia rào đây là con đi là hãy muốn cơ đi thôi. Anh Ngọc anh làm nửa chai đấy. Thế còn tao thì chai. Ôi giời ơi, chín rồi. Ngáo rồi. Ngáo rượu rồi. Ôi. Sắp cái này thôi, tôi ăn ướt. Đây. Chất luôn. Sau khoảng một tiếng thì nó cũng sắp cháy rồi này. Cháy. Ông vàng đấy, vàng ngon đấy. Đẹp đấy. Nè. Mày đấy, cái máy di động của anh nhá. Ừ. Không là bị ướt đấy. À, nãy ăn cái ướt cay quá. Thế này chín chưa anh? Chín rồi, thế này là chín rồi. Chờ một lúc nữa thôi là mình lên mình chiến thôi. Chưa khô hết à? Khô rồi. Ừ. Nó làm gì nó cho nó khô quá thì mình nó ngon rồi. Có khi được rồi đấy. Chắc còn chẳng đâu. Quay lên màu giống kiểu cháy cháy. Quay hết đi. Quay ra. Nhìn miếng thịt nó này. Đây này. Quay là. Quay. Ngon này. Yêu. Chắc tinh. Em không cần món hả chứ. Chín rồi. Uhu. Cái như này. Thôi được rồi nhá. Chất chưa anh? Chín rồi. Ok, cho lên đi. Đức cầm lấy cái này, anh gỡ. Gỡ cái kia đi, mày cứ gỡ. Mình gỡ cái kia đi. Tháo cái ra. Em gỡ cái đây đi. Đây nha. Có cái chòi này là hợp lý quá nhỉ? Quá hợp lý. Tí nữa ăn xong anh em ngủ tại đây luôn này. Lúc nào lụt đến chân thì mình bơi nha. Được anh. Úi dồi ôi. Nhìn ngon nhỉ. Phê quá. Được chưa? Có ai chú xà tỉ nha. Không để riêng nữa. Không để riêng. Có ai chú xà tỉ không? Không. Anh để riêng à. Được rồi, bốn anh em mình làm đấy thôi. Ai tỉnh lượt Mà lèm. Mời tất cả mọi người nhá. Ok, anh uống đi. Ăn tỉnh rồi. Khai vị đi anh. Thử trước đi anh. Làm miếng đùi coi nào.
thịt ếch rất chỉ là thơm. Ui trắng tinh này, thấy không? Nóng hổi luôn. Mình chấm vào muối ớt này. Chật luôn. Được. Tuyệt vời. Thôi mời mọi người nhá, đây là cái ca rượu của mình. Anh em, chiến đi. Ăn đi. Ăn đi rồi phát biểu rồi. Em uống lấy rượu ra, lấy rượu ra mới ăn được. Đã quá. Thử miếng nào. Đây cái chân của nó này. Cái này được quá cho lốt tủ nữa là được quá trời á. Cuối, cho Nguyên đây. Trời ơi. Trời anh ơi. Huy chương đây. Em là chỉ ăn cái chân trước. Ừ, ngon. Thơm. Mùi thơm nhỉ. Mời mọi người nha. Thơm luôn. Béo nhờ. Béo lắm. Béo mấy cái quả khế không ơi. Dạ thế này nghe đùa đâu. Thì sao cũng cặn về cái này á. Không thích là rất còn chặt. Mình lấy mỏng nữa nào. Thế đấy kìa mày. Ui chất lắm anh ơi. Quá tuyệt vời. Ôi, trời ơi. Thử một miếng đùi này. Thịt béo này. Béo toàn. Cay đấy, ăn mới sướng. Nó phải cay đấy. Ăn phải sốt xịt đấy. Ăn miếng to mà anh. Ăn miếng to luôn nhá. Vâng, chịu cho. Đây, thì mình chuẩn bị đồ ít đây chứ. Đây, đồ chai mình chuẩn bị. Này, nấu có tí. Đâu, nấu có tí. Ai quay cục cái này nó nhiều của mày á. Cho một miếng nhỏ. Nấu có tí. Nấu xuống miệng hết rượu rồi. Phải 2 lít cơ. Ông cũng đợi cho tao. Chất chống oxy hóa. Đưa mình đúng như thế nào. Ừ. Hay là mình về mình lấy xong ra khu vực mình đuổi mình bịp nhỉ. Rồi mấy đứa xài ăn này, có trò luôn. Ở trong làng này. Đây là ngay này. Nên ta chưa, ta không có kéo cái bó đây hôm nào nữa nha. Lúc này nó định ném mình xuống sông. Nặng về. Cái bó kéo ăn cả, kéo đến chậm vậy. Thì cái mâm này đẹp này. Heo, cái này thầy lanh cái nồi. Cho miếng ớt vào nữa nha. Ui, ớt của em đây em ơi. Ớt của em này. Đây, cho miếng ớt vào nữa, xem cái cây không. Nhiều cái đẹp. Của em đây em ơi. Anh Đức bỏ chanh á, không lấy hạt ạ? Không. Ăn vào hạt đắng. Cần chấm mới chứ làm gì. Mà chấm với sạch tế này à? Anh chấm mà cũng dính hạt thì em cũng chịu anh luôn. Anh chấm nhiều mà. Ăn như cái càng tôm ấy nhỉ? Cái đây cái xương sống này ăn giòn thế đấy. Em ăn rồi. Không một tán đấy ông ấy lạc. Nó có trụng lên. Không bỏ đâu. Trụng lạc lên. Rồi. Ngon. Khô tí nữa là giòn. Hết sảy luôn. Giòn quá ăn nó cũng không ngon. Quá ngon này rồi. Nó phải có tí nước mới ngon. Không phải có chưa ăn ấy, nhưng mà nó khô quá thì mình giãn còn hơn. Nó phải thế này ăn nó mới ngọt. Mới ngon. Nó như ra ăn thêm tí mỡ vào được thế này. Mình giãn luôn, nhớ mình giãn luôn. Hơi
hợp lý. Nên phải ăn đầu là ăn cái đầu con nì à? Ui, có miếng ớt. Ăn chó mình xương. Ăn luôn anh ơi, cho cay. Ăn luôn, làm luôn. Sợ sợ tí hết á. Ừ, ăn ngon. Uyên tóc mày ơi, phút chết thế này. Trục tự uồn về. Phút trục á, chỉ cần ăn phút trục. Đây rồi. Ăn cái ớt này cho mà hảo. Trắng tinh như thịt gà. Đúng không? Thịt gà có khi còn thua xa nó ấy. Trắng hơn thịt gà. Trắng như kiểu thịt gì nhỉ? Thịt gì trắng nhất? Thịt cái đá ấy nhỉ? Cái nhông cái đá ấy nhỉ? À, sau một hồi anh em chiến đấu cũng gần hết rồi. Ăn đi xong ngủ đây. Ăn đi. Xong để anh Ngọc anh ngủ đây. Ngủ đây xong là mình kéo cái em. Kia mình... Sợ ông Chín à? Mình kéo cái bó kia, mình được con cá rồi mình kiểm tra luôn. Được. Lúc không? Lúc nãy tôi xuống sông. Có được không á? Được. Chắc luôn mưa thế này thì đảm bảo. À, tao còn bé. Bé cũng thịt. Đây, ngoài trời mưa rồi. Trời mưa lắm mọi người ạ. Thôi mình kết thúc video ở đây nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Uầy, mưa. Mưa buồn. Thôi anh em tôi nghỉ thôi. Ăn no uống say rồi. Chào mọi người nhá. Thôi chào mọi người. Nói hết rồi. Mày yếu đuối nhỉ. Cay vừa uống rượu. À chà, ok.